Hello, xin chào bà con nha. Hôm nay có cái lọc lên một chiếc Kubota L5018 lắp cái bộ quá chiến luôn em ơi. Kèm theo anh trai lấy kèm theo là một dàn phay KR phay RX mét 8 nha anh em. Thêm dàn phay RX mét 8. Rồi giờ chuẩn bị cho em nó lên máy ha. Còn dông nè, kiếm nè, rồi tay đòn nè, xích chằng nè là đồ mới hết nha anh em. Đó. Còn ở đằng trước đây quay cho anh em xem. Lớp trước thì cũng còn khoảng được khoảng 40-50%. Lớp Otani ha. Lớp sau Otani luôn, rồi gai khá là cao nè. Được này mất kia, nhưng mà bù qua sức lại anh em ơi. Lớp trước cũng không quan trọng cho lắm. Rồi vô cầu cho lên máy đi. Rồi cảm ơn anh trai ở Hải Lăng Quảng Trị đã vào ủng hộ em nha. Bà con nhà mình đang cần mà xài máy cài gì thì cứ liên hệ cho máy rồi đi đi. Anh em các dòng còn cũng đầy đủ cho bà con mình lựa ha. Rồi cái này nó kèm theo cái dàn phay. Đây Yamaha 518 4,5 có đủ. Đây, dàn phay chuẩn bị lên xe nè ha. Rồi cảm ơn em rất nhiều.